về chính sách thuế của chúng ta thì mình khuyên các bạn thực tình là hãy làm với những cái đơn vị báo cáo thuế có kinh nghiệm, và cái điều này các bạn phải đi hỏi trước, các bạn không tự làm được. Cũng như các bạn hạn chế làm báo cáo thuế với những cái cá nhân. Cái câu chuyện mình mới nghe chiều hôm qua đây thôi, trước khi mình đứng cái lớp này, là một bạn đó mới có thành lập cái doanh nghiệp thôi ở quận 9, và tháng vừa rồi bạn kinh doanh buôn bán thôi. Mới cái doanh nghiệp mới thành lập trước Tết đây thôi, và tháng vừa rồi bạn phải đóng 70 triệu tiền thuế. Bởi vì cái người làm thuế là một cái cá nhân, họ hoàn toàn không có cái kinh nghiệm, và nó dẫn đến là cái khoản thuế đó rất là lớn. Bởi vì họ cứ lấy, họ xuất hóa đơn đầu ra mà họ không có hóa đơn đầu vào, và họ cũng không có tư vấn cho cái người chủ doanh nghiệp để làm cái điều đó. Các bạn chúng ta mà cái doanh nghiệp mới ra kinh doanh thì làm sao mà đóng thuế kinh khủng vậy? Các bạn chúng ta cái điều này chưa? Nên là cái thuế của Việt Nam chúng ta nó rất là nhiều khê, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái người cán bộ thuế và cái trình độ của người cán bộ thuế đó. Nó làm cho doanh nghiệp chúng ta rất là đau đầu, không biết cái đường nào mà lường hết. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Khi cái giá thành sản phẩm của chúng ta ra, chúng ta tính toán cái giá xuất xưởng như thuế má là như thế nào đó. Ok, chi phí nhân công này ABC chúng ta tính hết, chi phí marketing hết. Rồi chúng ta ra được cái giá bán. Rồi chúng ta cộng, chúng ta lãi bao nhiêu phần trăm đó, rồi chúng ta bán ra. Chứ cuối cùng cái biển xuất thuế nó khác và nó không trừ ra được những đó, thì nó làm cho chúng ta đang kinh doanh bị lỗ. Và cái chính sách thuế này mà nói là nó đang bóp chết cái doanh nghiệp ngay từ khi bắt đầu. Ví dụ như cái bạn đó, bạn rất là khủng hoảng, tự nhiên bây giờ phải đóng thuế tới 70 triệu mà doanh nghiệp thì chưa, thực sự là chưa có, mới cứ kinh doanh rất là bình thường thôi, chưa có doanh thu đồ gì nhiều mà phải đóng thuế 70 triệu, nó làm cho bạn khủng hoảng, tức là bóp chết doanh nghiệp ngay từ đầu. Gần đây mình cũng rất vui, ở thành phố Hồ Chí Minh thì có, các tỉnh thì mình thấy chưa, thì cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thành lập ra một cái ban gọi là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về thuế má, để cho mọi thứ nó rõ ràng. Và mình cũng mong rằng với cái sự tác động của các cái doanh nghiệp nhiều, và gần đây có sự đối thoại của cơ quan thuế nhiều với cái người dân, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mong sao thủ tục thuế nó phải vô cùng rõ ràng, để không có xảy ra cái trường hợp là gì, là vài năm quyết toán xong rồi nó tự nhiên nó lòi ra một cái cục thuế và nó làm cho doanh nghiệp chết luôn. Và một trong những kinh nghiệm để khắc phục cái điều này, cái điều này nó không có nghĩa là các bạn không dám ra khởi nghiệp. Một trong kinh nghiệm khắc phục cái việc này lại là cũng có ý mình muốn nói tiếp, các bạn hãy tìm những cái người mà họ có cái tổ, họ thành lập ra cái tổ chức và chuyên bán cái thuế, và họ làm cho rất là nhiều công ty và họ có rất là nhiều kinh nghiệm. Và để tìm ra được cái người đó thì các bạn lại cũng đi hỏi những người kinh doanh lâu năm, họ có kinh nghiệm, họ sẽ chỉ cho chúng ta những cái nơi mà báo cáo thuế uy tín. Bạn cũng không có mong rằng bạn lao ra bạn học cái đó rồi bạn sẽ làm được tốt đâu ạ. Cái này nó đòi hỏi một cái kinh nghiệm rất là lâu năm để chúng ta vượt qua những cái tầng đó. Mình cảm ơn các bạn đã nghe về cái khó khăn về cái môi trường thuế, để chúng ta có được cái cách chúng ta khắc phục để chúng ta ra làm kinh doanh. Khó khăn là chung hết, tuy nhiên người nào vượt qua được cái khó khăn đó, người đó sẽ chiến thắng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.